hết sức chia sẻ với cái nỗi buồn của gia đình nhà mình ngày hôm nay, và mong rằng là Nguyễn Tâm bây giờ thì vẫn còn đang nghe đài. Xin chào toàn thể anh em. Lên cái list mới giới thiệu với anh em cái radio cổ Vitage đến từ Nhật, khá là độc nha anh em. Em nói là National, đó là GF 858. Máy radio cầm tay 3 băng FM, AM, FW, RF 858, bao da đầy đủ, tay sách, dây đeo, anten, bao nó không phải là bao da mà là bao nhựa nha anh em. Anh em thấy đây, bao nhựa, mặt in trà bằng ha. Máy dùng pin và nguồn AC 100V. Đặc biệt em nói là có cái timer nha. Đây có cái timer, cái on off thời gian, chỉnh thời gian tắt hoặc mở timer. Xin theo máy thường thường thì nó sẽ bị thiếu, nhưng con này là về đầy đủ luôn. Nguyễn Tâm nhá. Bây giờ thì cũng là lúc của Sugar cuối cùng phải gửi lời chào đến FM. Chào tạm biệt cho khung giờ âm nhạc đầu tiên rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại một ít phút nữa thôi trong cái khung giờ âm quay nhạc thứ 2. Bây giờ thì sẽ là không gian của âm nhạc. Và một lần nữa thì cũng xin chia sẻ cảm xúc với bạn rất đẹp. Ba băng FM, FW nhau đến với món quà âm nhạc. FW là MW là AM, FW là sóng ngắn ha. Một mai tôi bay lên trời. Lim con xin tép bát ba băng, diễn cổng ba băng, đồng hồ vuông, mở đồng hồ vuông, lau nét thấy tôi quay về với bữa cơm nhà, diễn bao nét thôi bỏ qua, phải tuyên lên bên đây là giỏ nhôm bên thưa em thơ dài. Tôi học cách yêu thương người khác cùng và dùng cho người ghét tôi. Tôi học cách xua đau thương bằng nụ cười và bằng niềm tin ở bên ba chạy ba bên chung. Nếu một mai tôi có bay lên trời thì người ơi tôi đã sống rất thành công. Tham mơ tôi đã sống rất tuyệt vời. Rồi, ok, anh em có nhu cầu giao lưu sưu tầm xin vui lòng liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại trên tiêu đề 0908 217 658. Em Nguyễn Dũng Tàu giao lưu với anh em và xếp hàng toàn quốc ha. Máy rất đẹp nha. Vài tiếng rồi. Cái đất biển Sơn Mạch, Mai Khai Hải, đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn giật lắc, sét chớ giật mạnh và lốc xoáy. Ngày mai trời nắng gián đoạn, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 82 đến 96%. Khu vực ven biển bao gồm. Em bỏ vô cái bao da cho anh em xem nha. Đây, cái bao da của nó là đây. Từ đây nhét vô bao nhựa chứ không phải bao da nha. Nhét vô bên hông đây, đậy lại ha. Nước dài đó. Vô đài, vô đây. Đây đài nhét vô đây và gài nút lại. Có cái chỗ gài đây nha. Cài vô đúng cái phát của nó là ok.
Ồ. Rồi, ok. Ngon lên. Bản tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. À, còn đẹp ha. Việt Nam mạnh về biển, thành giàu từ biển, quyết tâm giữ gìn bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Tất cả vì biển đảo quê hương. SHO tiêu trì hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất cân bằng. Muốn làm huyết đã có làm huyết dưỡng não chưa các cô? Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm có bất cứ thành phần nào phụ thuốc, người bé rối loạn về máu, trong kinh, người đang xuất huyết, tập kỹ hướng dẫn sử dụng. Phương thức thủ đắc lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là gì? Phương thức thủ đắc lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Rồi mỗi ngày. Đừng quên con sân tôn ở đây. FM chỉ có 90 thôi, nhưng mà bắt cũng khá nhiều đài của Việt Nam mình nha, anh em. Rồi xong, FM. Qua cái SW, MW chứ. Hai em á. Không đáng tin. Kém về đi nè. Đồng ý là trạm y tế không có nhiều trang thiết bị y tế như bệnh viện tỉnh. Nhưng mà nếu chữa bệnh thông thường thì trạm y tế được rồi. Mày đi chứ cho xa vậy. Bác sĩ khám rất tận tình, thuốc cũng tương đối, không phải tốn tiền đi lại. Rồi, SW là sóng ngắn. Sóng ngắn thì hơi khó bắt ha. Chỗ nào thoáng thì anh em bắt sóng ngắn tốt lắm. Em đã test thử, bắt cũng ok lắm. Bây giờ cái vị trí của em nó hơi khuất tí xíu nên sóng ngắn bắt cũng hơi chệch. À, hiện tại bây giờ thì quay cái vị trí này bắt nó không có nét, nó không rõ nên nó nè. Lúc em bắt sóng ngắn thì cũng ok lắm đó, nhưng mà giờ thì có vị trí quay mình bắt hơi kém rồi. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Và cái list này giới thiệu với anh em về cái radio. Tránh gặp rủi ro. Ba băng Nadine Nam GF 858. Tới đây cũng xin kết thúc list. Anh em có nhu cầu giao lưu thì vui lòng alo cho em nha. Thưa quý vị, quay trở lại cùng với chương trình giờ cao điểm. Bây giờ là 18 giờ. Gặp lại em với những list tiếp theo. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục.